Xin chào các bạn, có khá nhiều bạn tìm đến với UK Now thắc mắc rằng lời dẫn chương trình Noel thì sẽ như thế nào? Nó có phải là chương trình chỉ dành riêng cho trẻ em? Hôm nay UK Now sẽ cùng với các bạn tìm hiểu rằng kịch bản dẫn chương trình Noel thì sẽ như thế nào các bạn nhé. Chương trình Noel là một chương trình màu sắc lung linh, vui nhộn, thường được tổ chức cho các con em của các doanh nghiệp, trường học hay là trung tâm ngoại ngữ, vân vân. Và đương nhiên lời dẫn cho các chương trình đó sẽ có một số điểm chung và ngay sau đây chúng ta hãy cùng với đồng thoại chia sẻ một vài mẫu lời dẫn chương trình Noel. Và thưa tất cả các bạn thân mến, đầu tiên để có thể có một chương trình Noel thật là nhiệt huyết, thật là sôi động, chắc chắn phần đầu tiên của chúng ta đó chính là khuấy động không khí, là một phần rất quan trọng để quyết định thành công của phần sau hay không. Và tôi xin gợi ý cho tất cả các bạn biết được rằng là khuấy động không khí như thế nào là hiệu quả và khuấy động không khí như thế nào là chất lượng đối với chương trình noel thì hình tượng mà chúng ta hướng tới đó chính là ông già noel và khi ông già noel xuất hiện sân khấu nếu như các bạn sử dụng hình tượng là ông già noel xuất hiện sân khấu chào mừng và quấy động một cách đơn giản thì chương trình của bạn sẽ cực kỳ đơn điệu nhưng nếu như ông già noel xuất hiện một cách ấn tượng có thể là ông già noel sẽ xuất hiện cùng theo đó là một điệu nhạc nhảy gangnam style thì tôi tin chắc rằng tất cả các em nhỏ cũng như tất cả các bậc phụ huynh sẽ cực kỳ phấn khích và điều thứ hai khi mà ông già noel đã xuất hiện cùng với một bản nhạc mang tên là Canh Nam Style thì rõ ràng là những bước nhảy của ông già Noel cũng làm cho ở phía dưới sân khấu cảm thấy điêu đứng. Và còn một điều cực kỳ quan trọng là khi nhảy thì chắc chắn ông già sẽ phải ngã. Và tôi gợi ý cho các bạn rằng là hãy để cho ông già Noel, hãy để cho những người MC của chúng ta ngã xuống dưới sân khấu. Mục đích để làm gì ạ? Mục đích để làm cho chương trình của chúng ta vui tương hơn, rộn rã hơn và nhiều sắc màu hơn nữa. Và tôi cũng chia sẻ cho tất cả các bạn biết được rằng là khi mà chúng ta ngã chúng ta có thể hỏi với tất cả các bạn rằng là Ơ ờ, chương trình này là chương trình gì? Ơ ờ, tôi đang ở đâu? Và tôi đang là ai? Như vậy thì rõ ràng là các em nhỏ của chúng ta cũng như tất cả các bậc phụ huynh và tất cả khán giả ở phía dưới sẽ cùng thì thào và đoán lời to nhỏ là đó chính là ông già Noel. Tuy nhiên ông già Noel ngay lập tức sẽ phản pháo lại rằng là không phải ông già Noel và ông già Noel có trêu lại với tất cả các khán giả. Có thể đó là một chú quậy có thể đó là một chú chó hoặc thậm chí có thể đó là một chú khỉ thì sao và đương nhiên với những phần treo như thế thì sẽ làm cho tất cả các khán giả ở phía dưới sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích và để chúng ta bắt đầu chương trình thì rõ ràng đây sẽ là một phần cực kỳ quan trọng để các bạn có thể gia tăng thêm khả năng hoạt náo của mình cũng như gắn kết tất cả từ người chơi và những người khách đang có mặt trong chương trình đó